Alo, các vị có nghe không? Chúng ta trở lại kinh 135. Kinh này dạy rằng vị tỳ kheo ở nơi nào thì cũng phải nhờ cậy cư sĩ, và đối với họ thì vị tỳ kheo cần phải có cái lòng từ mẫn thương xót họ, bằng cách là thực hiện những cái điều sau đây. Một là khích lệ người ta thọ trì giới luật tối thiểu là 5 giới. Thứ hai nữa đó là giúp cho người ta có được cái chánh kiến, ở đây là cái trí tuệ ở trong Phật pháp á, bốn đế nha, trong tuệ quán nói chung. Cái số 3 nữa nó là có khả năng thâm bệnh. Thâm bệnh là sao? Thâm bệnh là ai trên đời này có thân mà không có già, có thân mà lại không có lúc bệnh hoạn. Thì người đời với nhau khi đến thâm bệnh là người ta chỉ biết là an ủi rồi hòa cáp nha, tức là chỉ có về mặt tình cảm và vật chất thôi. Nhưng mà về mặt tinh thần á thì người cư sĩ hỗ trợ nhau không có nhiều bằng cái người xuất gia. Cho nên ở đây á, là cái vị tỳ kheo mà có cái lòng từ bi với cư sĩ đó thì nên gọi là khích lệ họ giữ giới, 5 giới là tối thiểu, giúp họ có cái chánh kiến, có cái trí tuệ, biết họ dạy cho họ biết 4 đế là cái gì nha. Cái này trong kinh thì giải thích chứ không phải là chúng tôi nha. Đây này 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 này, vô hình vô bóng có để rõ ràng đây này. Athisile su tức là giúp người ta an trú vào 5 giới. Cái gì nữa? Thammadasane ni về xe tí, có nghĩa là dạy cho người ta hiểu được về 4 đế, về tuệ quán. Và ở đây có một cái hiểu lầm rất là lớn, đó là thâm bệnh là thâm sao, thì ở trong bản tiếng Việt để thế này: an trú niệm cho người bệnh như sau, các vị hãy an trú niệm vào hướng đến quả vị La Hán. Mình thấy tiếng Việt đó, tiếng Việt cái câu đó đã lủng củng rồi. Mà thật ra cái chỗ này mình phải nói thẳng là dịch sai, là bởi vì bản Pali giải thích rất là rõ, cái chữ Arahant ở đây nó không phải là A-la-hán mà là sự xứng đáng. Nhớ nha, các vị nhớ cái chỗ này nha. Xứng đáng có nghĩa là mình đến mình thăm bệnh á, là mình phải hướng dẫn cho người ta có được một cái niềm tin xứng đáng vào Tam Bảo. Xứng đáng là sao? Còn thay vì mình tin Phật cứ giống như tin một ông thần, tin Pháp giống như tin mấy cái bài kinh cầu nguyện phù chú, còn tin Tăng á, là coi Tăng mới giống như mấy cái ông người trung gian, mấy ông thầy bùa, mấy ông thầy cúng trung gian để mà chuyển gửi cái lời cầu nguyện đến một cái đấng bề trên cao siêu quyền hoặc nào đó, không phải. Mà ở đây mình phải hiểu rằng Thế Tôn là cái vị mà đã thành tựu tất cả các đức lành, ngài đã gọi là hành đạo và đã thoát khổ, đã giải thoát phiền não sanh tử. Pháp ở đây là lời dạy của Thế Tôn, là cái con đường mà chính ngài đã hành trì, và ngài cũng mong mỏi chúng ta hành trì như vậy để được giải thoát, đó là pháp. Còn tăng chính là những người hành trì theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhớ nha. Phải hướng, phải an trú người ta, hướng dẫn người ta vào cái niềm tin xứng đáng như vậy đó, đối với Tam Bảo nha. Xứng đáng giống như mình đối với mẹ, đối với cha cũng vậy, gọi là một cái lòng mà tri ân mà xứng đáng. Là sao? Là mình phải nghĩ đến cái ơn rồi đó, là 9 tháng 10 ngày cưu mang, rồi sau đó là dưỡng dục. Mẹ có thể vì mình mà mẹ chết, mình có một cái tuổi ấu thơ mà êm đềm là cũng nhờ vào cái sự khổ cực hy sinh của mẹ. Mình phải nhớ vậy đó, rồi gọi là có một cái tấm lòng tri ân xứng đáng đối với cha mẹ. Chứ còn mình không thể nào mình hiểu chung chung là đó là mẹ của mình thì mình phải thương, thì hiểu như vậy thì nó cạn lắm. Ở đây cũng vậy, đối với Tam Bảo là mình phải có một cái hiểu xứng đáng, còn từ đó mới có một cái niềm tin xứng đáng. Nhớ nha, ở đây cái chữ này nó không hề là có cái chỗ này thôi, phải là chỗ này đó, thì cái chữ A-la-hát-ca-tăng ở đây không không hề có cái gì là A-la-hán đây hết.
mà khi mình thâm bệnh đó mình phải an trú, người ta có cái niềm tin. Bởi vì khi một người mà họ cận tử, họ sắp ra đi mà họ có được cái niềm tin tam bảo thì coi như là họ sẽ vững vững lòng. Ở đây cái vô hình vô bóng, làm ơn trích cái đoạn đó ra giùm được không, vô hình vô bóng, lấy cô hoặc cô giọt mưa nó lấy giùm cái câu đó ra giùm, arahat katan tí, gọi là arahat katan có nghĩa là sapasakara năng arahi ratanat tới gì nữa katan ti su quát thì su quát thù su garu chích ta ca răng upat thể tapê tha tí, có nghĩa là hãy an trú cái tâm tôn kính đối với tam bảo, lấy dùm cái đoạn Bali đó bỏ vô dùm nha. Trời, không ở đây không hề có cái gì lạ la hán ở đây hết nha. Trời, là mình thấy thâm bệnh là phải thâm như vậy, có nghĩa là cả đời người ta học cái gì, người ta hành cái gì mình không biết, mình chỉ cái điều quan trọng nhất là lúc đó, thí dụ như họ là một hành giả đi nữa, mình cũng phải nhắc cho người ta có cái lòng ghi nhớ trở về với Phật, với Pháp, với Tăng. Còn chuyện người ta hành trì ra sao đó là chuyện khác, nhưng mà chuyện đầu tiên là đừng để cho người cư sĩ, những người hộ trì mình đó, họ phải rời xa cái tam bảo trong cái lúc cận tử lâm chung nha. Nhớ cái này cái quan trọng. Và tiếp theo nữa đó là vị tỳ kheo có cái lòng thương tưởng từ bi với cư sĩ, là phải dạy họ làm phước đến tứ phương tăng, chứ không phải chỉ dừng lại ở bản thân mình. Thí dụ như chúng tôi đang ở Bến Lức, Long An, thì là Phật tử trong khu vực đó, tôi cũng phải thường xuyên hướng dẫn họ nên làm phước cho tứ phương tăng mười phương, chứ không phải là chỉ tập trung có mình chúng tôi nha. Vì đó là cái lòng thương họ đó. Rồi tiếp theo đó là những gì mà họ cúng dường mình á, thì mình sử dụng một cách phải nói là chân mực tri túc, không hoang phí, có nghĩa là không có làm rơi rớt, tức là sắp tha đây văn quý đi bà tì tí, có nghĩa là làm rơi rớt cái của tinh thí, có nghĩa là sao, là một là hoang phí, hai là tiêu dùng sai mục đích. Thí dụ như cái họ cúng cho mình cái tấm thảm bằng tơ tơ tằm thì mình phải để là một là dùng để cho các vị tôn túc lót ngồi, hoặc là để trên chính điện là mấy chỗ quỳ lạy Phật, hoặc là ít nhất cũng để phòng khách. Còn đằng này mình lấy nguyên cái tấm thảm tơ tằm mình đem để nhà bếp cho người ta chùi chân thì cái đó là sai, cái đó là sử dụng sai mục đích, hoang phí cái của tí cúng dường nha. Thì ở đây là đây là năm cái điều mà vị tỳ kheo cần ghi nhớ khi mà có, khi mà ở cái địa phương nào cũng phải thực hiện đầy đủ để mà gọi là thể hiện cái từ tâm của mình đối với cư sĩ, là những người hộ trì cho mình sống, hộ trì cho mình tu, hộ trì cho mình là thực hành phẩm hạnh nha. Rồi tiếp theo đó là kinh 236. Ồ, kinh 236 ngài dạy rằng một cái người mà coi như là mắc vào năm cái điều này có thể rơi vào địa ngục, bị sa đọa đó. Một là bất cẩn ẩu tả, khen người không đáng khen. Số hai là bất cẩn ẩu tả, xem thường cái người đáng đáng khen. Thứ ba đó là bất cẩn ẩu tả, tin tưởng vào cái chỗ không có đáng tin. Bất cẩn số bốn là bất cẩn ẩu tả, là không tin vào cái chỗ đáng tin. Và cái cuối cùng đó là phí cái vật tín thí cúng dường. Thì năm cái này là năm cái mà gọi là con đường mà dẫn đến cái địa ngục đó. Cái này mình mới nghe thấy, mình thấy nó đâu phải là tội ác đúng không, nó không phải là tội ác tội lỗi ghê gớm, nhưng mà thật ra nó rất là quan trọng, là bởi vì hôm trước chúng tôi có giải thích cái kinh này rồi. Không có tán thán cái người được tán thán, không có tán thán cái người đáng tán thán, và tán thán cái không đáng tán thán. Tức này là khen á, thì khen đây không phải chỉ đơn giản là bằng miệng, mà là cái lòng của mình á, cái lòng của mình nghiêng về cái gì đó với cái sự quý mến, với cái sự xem trọng, thì cái đó được gọi là tán thán. Chứ qua tán thán này bằng miệng, bằng môi, bằng lưỡi không phải, hiểu vậy là nghèo lắm. Nếu mà hiểu sâu á thì mới hiểu, tại sao mà cái chuyện đó là cái chuyện mà khen người không đáng khen, mà chê người không đáng chê, đó lại đi địa ngục. Là bởi vì tôi chỉ nói là cái gì, các vị chắc có lẽ đồng ý,
ngay trong cái quan điểm chính trị. Mình không có phải là cái người gọi là chính thức là đảng phái nào hết, nhưng mà mình có cảm tình với một cái đường hướng chính trị nào đó. Các vị thử tưởng tượng đi, mình có cảm tình thôi, mình có cảm tình với một cái đường hướng chính trị nào đó, đó chính là cái con đường đưa dân tộc và quê hương vào một cái hoàn cảnh tốt hơn hoặc là xấu hơn. Tôi nhắc lại, quý vị không có làm chính trị, quý vị chỉ có cảm tình thôi, cảm tình với cái đường hướng chính trị đó. Thì các vị tưởng tượng từng người thì mình thấy không có gì, nhưng mà nếu một làng, một xóm, một thành phố, một vùng, một miền, cả một đất nước mà cùng chấp nhận một cái đường lối chính trị nào đó, chấp nhận có hai cách: một là mình dấn thân tuyên truyền hoạt động tích cực, còn hai nữa là mình lặng lẽ âm thầm ủng hộ nó bằng cái sự tán đồng kín đáo của mình. Chỉ riêng cái thái độ chính trị đó cũng đẩy đất nước và dân tộc vào một cái hoàn cảnh nào đó tốt hơn hoặc xấu hơn. À, bây giờ các vị mới thấy, chứ các vị đừng có nói là tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ thích thì tôi giấu bụng thôi. Đúng, anh không có làm gì hết, anh không có động tay động chân, đúng, nhưng mà cái cảm tình của anh với cái đường hướng đó, ví dụ tại sao mình thích Mỹ, tại sao mình thích Tàu, tại sao mình thích cái ông nghị sĩ này, tại sao mình ghét cái ông nghị sĩ kia. À, mình tưởng cái thích cái ghét đó nó không có ảnh hưởng, không có quan trọng gì, không phải đâu, nó có ảnh hưởng. Bởi vì cái cảm tình của từng người đối với các chính sách, đối với các đường lối, các cái học thuyết chính trị, nó sẽ dẫn đến cái số phận, cái định mệnh của một dân tộc, của một đất nước. Tại sao mình có cảm tình với Nguyễn Du mà mình không thích Hồ Xuân Hương? Tại sao mình thích bà Nguyễn Thanh Quang mà mình lại không thích Nguyễn Công Trứ? Tại sao mình thích Trịnh Công Sơn mà không thích Vũ Thành An? Tại sao mình thích Phạm Công Thiện mà mình lại không ưa Bùi Giáng? Tại sao mình thích thầy Tuệ Sĩ mà mình lại không thích ni sư Trí Hải? Tại sao mình thích ông Thanh Từ mà không thích ông Nhất Hạnh? Tại sao mình là thích Hòa Thượng Trí Thủ mà không thích Hòa Thượng Minh Châu? Thí dụ như vậy nha. Thì mỗi cái thích đó, đó nó là một cái kiểu, một cái kiểu nhận thức của mình. Và cái nhận thức của mỗi người, dầu có nói ra hay là không nói ra, có biến nó thành hành động hay là giấu nhẹm trong tâm khảm, thì tất cả đó là những đóng góp không nhỏ vào cái vận mệnh của một đoàn thể, của một cái phong trào, thậm chí của một đất nước và của cả một dân tộc nha. Phải xé nó ra, đào bới nó như vậy mình mới thấy, ồ, thì ra cái chuyện khen và chê đó, cái thái độ, cái cảm xúc, cái tình cảm của mình đối với một vấn đề, một con người, một sự cố, sự kiện, nó quan trọng lắm chứ không phải nhỏ nha. Tôi đó thì tôi không có đến phải là người cùng cung cực ác, nhưng mà tôi lại có cái cảm tình, tôi thích cái kiểu mà thể thao mà mang cái tính bạo lực sát sanh, ví dụ như thích săn bắn nè, tôi thích câu cá nè, tôi đâu có kêu gọi ai đâu, cứ cuối tuần tôi xách đèn câu tôi đi câu. Rồi bên những cái xứ Âu Mỹ là một năm như vậy, nó có những cái tháng mà người ta cho phép mình đi săn. Mà có nhiều ở trong những khu vực mình được quy định á, cho phép mình đi săn, thế là cứ tới mùa đi săn, tới mùa đi câu cá, tôi đi có một mình, đâu có kêu ai đâu. Nhưng mà các vị tưởng tượng trong một cái đất nước, trong một xã hội mà có càng nhiều người câu cá, càng nhiều cái người săn bắn như vậy, cái một người nó rủ, tự nhiên nó khuyến khích hai người, năm người, 10 người, như vậy cả cái đất nước đó là đều là người sát sanh không à, nha. Rồi tôi thích âm nhạc, các vị tưởng tượng những cái fan mà ủng hộ bóng đá, rồi ủng hộ mấy ca sĩ, rồi mấy đại nhạc hội ở đâu ra, là cũng từng cá nhân mà ra. Từng cá nhân mà ra, có nhiều người không ra gì hết, nhưng mà nhờ họ khéo quảng cáo, họ leo lôi kéo được một số fan, một số người hâm mộ, và cái con số này nó sẽ phát triển theo cái hướng lũy tiến, có nghĩa là có nhiều người họ cũng họ không có biết gì, cái nó rần rần nó đông quá rồi họ cũng nhào theo, rồi lâu ngày nó thành ra phong trào, nó thành ra một cái làn sóng, thành ra cái cao trào chứ không có gì trơn. Điều đó có nghĩa là cái thích cái ghét của mình, dầu âm thầm kín đáo trong đáy sâu tâm khảm, nó cũng là một phần đóng góp rất quan trọng cho cái gọi là vòng xoáy của xã hội, của đất nước và của thế giới nha. Cho nên nó đừng có nói chuyện khen chê, nó quan trọng, và cái khen chê đây đôi khi nó không cần phải ra lời, không cần phải ra hành động quý vị à, không có cần nha, không có cần, nó trong lòng mình thôi. Chính vì cái thích cái ghét, cái khinh cái trọng của mình đối với cái này cái kia, nói thiệt chậm, tôi nói chậm, chính vì cái thích cái ghét, cái xem khinh, cái coi nặng cái này cái kia, mà nó mới dẫn đến, từ cái nhận thức nó mới dẫn đến hành động đó, nó dẫn đến biểu hiện.
từ cái biểu hiện, từ cái hành động nó mới dẫn đến những cái tác động cụ thể lên xã hội, lên đất nước, lên đoàn thể. Chứ đừng có nói là cái đó trong bụng tôi đâu có nói ra đâu, tôi đâu có nói, đâu có làm gì đâu. Không phải, mỗi cái tâm tư, tình cảm, cảm xúc, nhận thức của mỗi người đó sớm muộn gì nó cũng có cái dịp nó thể hiện, nó biểu hiện ra ngôn ngữ hay là hành động. Mà nhiều cái ngôn ngữ, nhiều cái hành động của nhiều người cộng lại thì nó sẽ trở thành ra là một cái xu hướng, một cái khuynh hướng xã hội nha, lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Cho nên mình xé nhỏ và đào sâu mình mới thấy thì ra cái chuyện mà khen cái không đáng khen, chê cái không nên chê đó, tin cái không đáng tin, bài xích những cái đáng tin là lớn chuyện lắm nha. Chính niềm tin, tình cảm rồi nhận thức của mình nó đã dẫn đến những cái xu hướng thời thượng cho trước hết là những cái cộng đồng nhỏ và sau đó là đến cả vùng miền, khu vực, đất nước, châu lục và cả hành tinh nha. Các vị thấy có một thời cái phong trào mà Gangnam Style đó, Gangnam Style, đây Trung Trung có biết Gangnam Style không ta? Alo, Trung Trung có biết Gangnam Style của Đại Hàn đó. Rồi cái đó có cái gì đâu cũng nhảy tưng 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 vậy rồi đó, rồi Michael Jackson, rồi tôi động sư mà tôi giảng mà tôi trích dẫn đời nhiều quá nó kỳ, nhưng mà không nói bà con biết cái khỉ gì. Ví dụ như trong nước mình thấy như Đàm Vĩnh Hưng hay là Mỹ Tâm lắp 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 lắp, thì tôi nghĩ tôi không có ý chê, nhưng mà tôi nghĩ rằng hôm nay nó họ nổi tiếng là bởi cũng vì cái thẩm mỹ, cái gu nhận thức của người Việt mình. Có một ông Tây nói câu rất là hay, cứ nhìn vào cái gu thẩm mỹ của mỗi dân tộc thì ta đoán được cái trình độ văn hóa của đất nước đó. Thì như là cái loại nhạc flamenco của Âu Mỹ, rồi ba cái thứ guitar của Tây Ban Nha, rồi ba cái thứ âm nhạc thổ dân châu Phi hay là country music của Mỹ, thì người ta nhìn vào cái gu thưởng thức của mỗi vùng miền khu vực, người ta đoán ra được cái văn hóa, cái xu hướng tâm thức của cái dân tộc đó. Nhớ nha, chứ đừng có nói là tôi thích cải lương cải cha, tôi mắc cái gì mà anh nói là ảnh hưởng dân tộc. Cũng có đâu, cũng có đâu, có đó, có từ cái văn minh lúa nước. Chúng ta mới thích cái này, thích cái kia, thích câu hò, câu đối, thích cải lương, thích ca nhạc tài tử. Nó mới tạo ra một cái tâm thức văn nghệ của miền Nam với những cái gọi là đặc sản, đặc hữu chỉ có ở Nam Bộ. Rồi ba cái mà máy nhì, máy đẩy của miền Trung, Huế, rồi ba cái quan họ, rồi hát sẩm của miền Bắc. Ví dụ như vậy thì tất cả những cái đó nó đều đi ra từ những cảm xúc, tình cảm của chúng ta và nó hình thành nên cái gọi là cái gọi là văn hóa vùng miền, khu vực, địa phương nha. Rồi mình sẽ banh ta lông ra mình mới thấy nó lớn chuyện lắm chứ phải không. Rồi tiếp theo đó là kinh 237 nha, kinh 237 mình thấy đó là kinh 237 Đức Phật ngài dạy cũng y, cái nội dung cũng y như là 236, có nghĩa là tâm tư, tình cảm, cảm xúc của mình chọn sai tới đối tượng. Chỉ cần mình đặt sai đối tượng, cái tâm tư, tình cảm, niềm tin của mình mà mình đặt sai đối tượng, nó sẽ dẫn đến cái gì ta? Dẫn đến hành động. Mà nhận thức sai lầm thì hành động cũng sai trái. Mà hành động sai trái thì đương nhiên đó là lầm lỗi. Mà cái người sống quá nhiều với lầm lỗi thì cái chỗ đi về là sa đọa nha. Nó gọn gọn như vậy thôi, nó gọn gọn như vậy thôi nha. Rồi tiếp theo là 230 mấy ta, trong 237 đó thì ngài có nói là một chuyện, đó là một tỳ kheo nha, khen người không nay khen chê, nói chung là khen chê không có đúng chỗ, đặt cái tâm tư, tình cảm, cảm xúc của mình sai đối tượng, đó cũng là con đường đi xuống. Mà một vị tỳ kheo mà coi như là mắc vào những cái gọi là cái gì ta, mắc vào cái trường hợp, những cái trường hợp tâm lý bủn xỉn sau đây cũng đủ để sa đọa. Đó là sang tham trú xứ. Sang tham đây có nghĩa là bủn xỉn đó, có nghĩa là không muốn chia sẻ chỗ ở mình cho ai, muốn muốn làm vua một cõi riêng, vận động kêu gọi xong rồi là làm một cái chỗ tài sản riêng cho mình, đó là sang tham trú xứ. Rồi sang tham gia đình, gia đình đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là
ích kỷ trong những cái mối quan hệ. Cái chữ gia đình đây là từ chữ cú lát, nên mình không được dịch là gia đình, không được dịch là family, mà ở đây mình phải hiểu nó là quan hệ xã hội, có nghĩa là tôi có bao nhiêu học trò đệ tử, bao nhiêu người cảm tình hâm mộ, thì tôi muốn họ đời 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 kiếp kiếp có mỗi mình tôi không có hoan hỷ, tôi không có vui khi mà tôi thấy họ lân la lui tới lai vãng với những cái vị khác, với những người khác, đối tượng khác, tôi không có vui. Thì cái đó được gọi là sang tham gia đình trong trường hợp này, có nghĩa là cái thái độ tâm lý gọi là ích kỷ trong cái mối quan hệ nha. Chứ còn này nếu mà ôm bản tiếng Việt thì đọc không hiểu nha. Cái chỗ này mà ôm cái bản tiếng Việt đó là không sang thăm gia đình là sao, cái chữ cú lá này nó cái nghĩa nó rộng lắm, có nghĩa là các mối quan hệ xã hội nha. Cái chữ cú lá này nghĩa là các mối quan hệ xã hội nha. Rồi cái cuối cùng là hoang phí, sử dụng không đúng chỗ những cái vật có tính thí cúng dường. Thì một vị tỳ kheo mà hội đủ những điều kiện như thế này thì cũng đủ để sa đọa. Mà nếu ngược lại thì tỳ kheo không mắc như mấy cái này thì vị tỳ kheo đó có thể sanh thiền nha. Nghĩa là không cần làm gì ghê gớm hết, chỉ cần đặt cái tâm tư tình cảm cảm xúc của mình vào đúng đối tượng. Thứ hai là cái lòng hào sảng cởi mở, không có bủn xỉn ích kỷ. Và đối với cái vật tính thí cúng dường đó thì mình sử dụng một cách gọi là cần kiệm và đúng chỗ đúng mức. Thì một vị tỳ kheo sống đúng như vậy thì hoàn toàn có thể sanh thiền nhớ nha. Chứ nhiều khi mình không có ngờ, mình không có nghĩ là cái chuyện mà mình sử dụng bừa bãi cái tài sản của Tam Bảo đó, mình đâu biết cái chuyện đó nó phải đưa mình đi xuống địa ngục. Bởi vì khi người ta cúng dường nó, nhiều khi người ta nhịn ăn nhịn mặc, làm trâu làm ngựa, người ta mới có cái tài sản người ta đem cho ta cúng. Nhiều khi trong nhà người ta không dám xài cái món đó, người ta đem hết tất cả cái tấm lòng kính tinh trong sạch ta đem cho người ta dâng, rồi tưởng sao mình lấy cái đó mình sử dụng, một là hoang phí, hai là sai mục đích, rồi khiến cho người ta bị sốc, làm cho người ta bị buồn, làm cho người ta mất đức tin trong Tam Bảo. Còn về phía mình đó là coi như là mình chà đạp lên trên cái vật thí cúng dường của người khác cho Tam Bảo, lấy mà chính mình sử dụng như là một cái từ Đức Phật đó, là sử dụng như là một kẻ trộm cắp, sử dụng mà như là một kẻ trộm cắp đối với tài sản của Tam Bảo nha. Rồi rồi tiếp theo là kinh 238 nội dung y chang. Rồi nội dung 239 nội dung y chang như vậy. Bây giờ mình qua tới phẩm ác hành. Phẩm ác hành là kinh 241, các vị vào kinh 241 giùm nha. Các vị có biết không, hôm nay đường của tôi nó lên, tôi đo đường này nó lên, tôi nói chuyện đó không hề có kỹ mà để cho bị thương gì hết trơn, mà tới tôi nói cho các vị nhớ, các vị tự thử được đi, thử lại. Nếu mà ở nhà cũng không có máy tự thử thì thỉnh thoảng thì khám định kỳ. Thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm đâu quý vị nha, thời gian mình còn nhiều. Tôi thiết tha mong mỏi chúng ta sớm có một nơi mà chúng ta có thể gọi là sống chánh niệm 100%, gặp nhau khỏi chào cũng được, có là hồn ai nấy giữ. Sáng sớm ra khỏi giường là bắt đầu là thòng cái chân xuống là bắt đầu chánh niệm suốt nha, suốt đánh răng, súc miệng, ăn sáng, vệ sinh phòng ốc, vệ sinh công cộng, xong rồi vào là đi kinh hành hay là tọa thiền đại chúng, từng bước đi, từng động tác cầm chổi quét lá thuần gọi là hoàn toàn chánh niệm. Hãy có một cuộc sống như vậy thử một ngày, hai ngày, một tuần để chuẩn bị mà đi. Chứ còn cái ngày nào cũng nhào vô mà học thứ này mà không có một đời sống chánh niệm, chỉ cần bác sĩ mà phán một cái là nó rung bắn lên, các vị biết không, nó rung bắn lên. Khi sáng nay tôi đo nó bình thường theo cái định mức của theo cái đơn vị của châu Âu á là 6 máu, đường đường trong máu là 6 đó là chuẩn, bụng đói là dưới 6, mà ăn cơm no đó là 8,
mà sáng này đó là đo đó là ăn xong bên đây đó là đo ra đó là tới 12, là sáng sớm vậy là đo là 7, sáng sớm bụng đói đo 7 rồi xong lên tới 12, các vị biết là như vậy là phiền lắm, mà đôi cái mức mình chỉ được phép là 6 thôi nha. Và không phải chỉ nói chuyện của tôi, mà cái chuyện nói chuyện của từng người trong cái room này nha. À, từng người trong cái room này, và mình cũng biết rằng đó là thiền sư Tejaniya của Xue Min là coi như bây giờ ngài cũng rất là mệt mỏi nha, cũng là cái giai đoạn cũng ngặt nghèo. Ừ. Cho nên làm sao mà mình phải tranh thủ, hôm qua tôi nói rồi, à, buông được thì buông, à, buông đâu phải là buông tay mà buông 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 trong tâm á nha. Rồi nếu nếu mà mình thấy cái khả năng buông bỏ mình yếu quá đó, thì ngay từ bây giờ nên hạn chế cái chuyện sở hữu những cái thứ mà khó buông, coi như nhà đất tài sản, coi cái gì mà sắp xếp được sắp xếp, buông dần cái sở hữu đi, đặng mình có thể ra đi bất cứ lúc nào nha. Và tôi thì năm nay Tết này nữa tôi tròn 50 rồi quý vị, tôi tròn, tôi sẽ sinh năm 69, tôi tròn 50. Nhưng mà đừng có nghĩ là mình 50 là mình trẻ, bởi vì cái 50 của người này nó không giống 50 người kia. Và trong room này nè, à, là có người gọi là 55, có người 58, có người 60, có người 67, thì phải nói là phải chuẩn bị. Và tôi nhắc lại lần nữa, cái một trong những cái mà chuyện đầu tiên mà mình phải làm đó, các vị muốn bố thí, muốn nghe pháp, muốn học giáo lý, tôi không có ý kiến, mà tôi chỉ nói chuyện đầu tiên mà cốt tử quan trọng hàng đầu đó là phải sống chánh niệm ngay từ bây giờ nè quý vị, ngay từ bây giờ. Còn nhà ai mà vợ chồng con cái đông quá rồi, nhà ở phố ồn ào thì tôi cũng chỉ chia buồn thôi, nhưng mà mong các vị sớm có được một cái nơi chốn ở Việt Nam, ở đâu đó mà các vị có thể sống chánh niệm, sống chánh niệm, tập đi, tập đi. À, sáng vừa trên ngay lúc còn nằm trên giường mở mắt ra là biết liền, biết là mình đang nằm, biết mình đang có cái tâm trạng cảm xúc gì, biết liền, biết liền. Mình động tay động chân mình biết liền, thòng chân xuống biết, bước đi biết, thò tay vặn cái trái nấm nhà tắm biết, xả nước biết, đánh răng rửa mặt lau mặt rồi xoay người đi ra biết hết, làm việc biết, từ 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 làm thử giùm nó một buổi sáng đi, rồi chánh niệm thêm buổi trưa buổi chiều, rồi làm thử một ngày 2 ngày 1 tuần, thử sống thử chánh niệm rốt ráo 100%, à, thì xem coi mình nó có khác đi, khác nhiều lắm quý vị, khác dữ lắm nha. Chứ bây giờ đó là với cái nhịp sống hiện đại bây giờ chúng ta bị stress căng thẳng dữ lắm, mà stress là nhẹ, mà bị cái depression là bị trầm uất, cái khả năng nó rất lớn nha. Buồn chán sợ hãi rồi nợ nần nghèo túng bệnh hoạn, rồi còn có nhiều người bận tâm vấn đề nhan sắc nữa, chỉ riêng cái khoản nhan sắc là cũng đủ làm cho mình bị căng thẳng rồi nha. Ok, bây giờ mình học kinh 241. Kinh 241 á là ngài dạy rằng một cái người mà có gọi là tam nghiệp bất thiện, gọi là ác hành á, Bhicchavitta, tam nghiệp bất thiện là sao? Có nghĩa là thân hành động với cái sự điều khiển của tham sân si, khẩu nói năng với sự điều khiển của tham sân si, ý suy tư với cái sự tác động của tham sân si nha, thì cộng chung gọi là ác hành nha. Thì là một cái người sống ác hành như vậy thì họ sẽ bị năm cái quả xấu sau đây. Một là thường xuyên sống trong sự cắn rứt, thường số một là thường xuyên sống trong sự cắn rứt. Hai là bị các cái bậc hiền trí là những người lành á họ quở trách. Cái số ba là rất dễ bị dính tiếng xấu, rất dễ. Số bốn là khi mạng chung cận tử tâm khó mà bình tĩnh, tâm khó bình tĩnh. Và cái số 5 đó là chết rồi khó mà đi lên nha, khó mà đi lên, bởi vì thì trong kinh nói có những cái hạng người mà khi chết rồi mà khó được là có cái chết đẹp á. Một là ác quá nhiều, tổng cộng không biết trong rừng còn nhớ không, trong rừng ghi giùm tôi đi. Một là ác quá nhiều, thiện quá ít, ác quá nhiều thiện quá ít. Rồi cái người nữa là cái người gọi là ham thích hưởng thụ, ham thích hưởng thụ dục lạc. Rồi số ba là cái người mà coi như là
ái luyến cái thân xác này. Và cái số 4 là còn những cái điều hoang mang nghi hoặc mà chưa được giải quyết ở trong giáo pháp đó, nhớ nha con. Ừ. Thì tổng cộng là bốn cái điều này thì coi như là chết không có yên nha, nhớ. Bây giờ mình còn trẻ, mình còn khỏe thì mình sung lắm, mình không có nghĩ đến lúc mình chết. Nhưng mà nói thiệt, đâu có bằng chứng nào cho thấy mình già mới chết nha, không có bằng chứng. À, chỉ riêng mấy cái ngày vừa qua đó là tai nạn giao thông trong nước đó, qua cái vụ Noel đó là cũng mấy chục mạng á, vì thấy không? À, đâu có cần phải bệnh, đâu cần phải già, khi khơi sung sống sống nghĩa lăn ra chết ngắt kìa, cái đó dễ ẹ kìa, cái đó nó không có gì khó hết nha. Cho nên đó là không phải tuồng hù mà nó là sự thật. Mà cái mà ngán nhất là trong cái giây phút mình biết là hôm nay là ngày cuối đời đó, mà trong khi là bao nhiêu cái giấc mộng vàng son nó còn đầy ra đó mà mình chưa thành được, rồi còn bao nhiêu thứ mình thương mình thích mình phải bỏ lại, bao nhiêu chuyện làm dở dang chưa có hoàn tất đó, rồi làm sao mà đi đây đó. Cho nên đây là lý do vì đâu mà Thế Tôn dạy rằng một cái người sống với tam nghiệp bất thiện ấy thì họ sẽ mắc 1 năm cái lỗi, 5 cái quả, 5 cái quả xấu này này. Ừ. Lúc người, lúc bình thường đó, thì thường xuyên sống trong cái sự cắn rứt. Bị dễ bị cái người lành họ quở trách. Cái đứa tào lao nó quở mình có ngán, nhưng mà mình sợ cái người lành đó, cái người lành họ giờ mình họ chê là thua. Rồi cái thứ ba là dễ bị tiếng xấu, và thứ tư đó là chết bị mê loạn, và cái thứ năm đó là chết thì khó đi lên nha. Còn cái người mà có cái đời sống thiện pháp đó thì họ không có bị 5 cái này. Và hôm nay trong cái bài giảng này tôi nhắc lại một chuyện nữa, chúng ta chỉ có thể sống với chánh niệm thì chúng ta mới thực hiện cái bài kinh này một cách hoàn mãn, nghiêm túc, đầy đủ nha. Chỉ có thể sống với chánh niệm thôi, chỉ có thể sống với chánh niệm, không có con đường khác. Trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật cũng dạy như vậy, đây là con đường duy nhất nha, đây là con đường duy nhất. Kinh Tứ Niệm Xứ chứ không phải là chúng tôi nói, mà tứ kinh Tứ Niệm Xứ trong Trường Bộ và Trung Bộ có nói như vậy. Chỉ có đời sống chánh niệm mới là con đường duy nhất dẫn đến cái sự chấm dứt khổ hưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Chỉ có con đường chánh niệm. À, trước mắt là thanh tịnh tam nghiệp, mà thứ nữa đó là chính định niệm, nó mới là nền tảng cho cái tuệ học nó phát triển tới nơi tới chỗ. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Không có chánh niệm mình không có sống trong kiểm soát, không sống ở trong cái sự gọi là tự chủ, thì coi như là tam nghiệp bị bỏ ngỏ nha. Thiếu chánh nghiệp, thiếu cái chánh niệm là coi như tam nghiệp bỏ ngỏ. Bỏ ngỏ có nghĩa là làm, nói và suy tư không có trong cái tầm kiểm soát. Mà các vị thử tưởng tượng một chiếc xe nó chạy trên đường mà nó không có nằm trong cái tầm kiểm soát của người tài xế thì nó nguy cỡ nào. À, một cái bộ phận cơ thể mà nó hoạt động mà không nằm trong tầm kiểm soát của mình, ví dụ mình bị Parkinson, bị rung tay đi, nó là cũng đỡ làm cái nguy. Từng cá nhân, từng bộ phận cơ thể, từng bộ phận xã hội, từng bộ phận nhân loại mà hoạt động trong cái sự thiếu kiểm soát thì tôi hứa chắc đó chính là đại họa. Cái đó là tôi bảo đảm. Bất cứ dù một bộ phận cơ thể hay là một bộ phận nhân loại mà chỉ cần hoạt động trong cái sự thiếu kiểm soát thôi. Ừ. Vì biết có nhiều người mà đang lái xe là uống say đó, cái xe nó không có nằm trong kiểm soát thì cứ nó sẽ gây họa cho họ và cho những người cùng đi trên đường với họ nha. Cho nên nó là phải sống có kiểm soát. Đây là lý do vì đâu mà chúng ta phải có được một cái đời sống chánh niệm nha. Rồi tiếp theo đó là kinh 242, 244 y chang như vậy. Bây giờ mình học rồi 247 cũng y chang như vậy nha. Có nghĩa là một cái người mà có tam nghiệp bất thiện đó hả, thì coi như đó là cũng sẽ mắc vào những cái quả xấu tương tự như vậy. Đối với bản thân thì thường xuyên sống trong sự cắn rứt, và đối với người khác thì mình dễ thành cái bia nhắm cho những cái dị nghị thị phi. À, và có một cái điều, 2 cái điều cuối cùng trong cái kinh 247 đó là từ bỏ diệu pháp. Là sao? Có nghĩa là cái con đường chánh pháp của chư Phật dạy cho mình, con đường giải thoát đó, nếu mà tâm nghiệp bất thiện, mình là một nhà sư hay là một người cư sĩ mà nếu thường xuyên sống với cái tâm nghiệp bất thiện thì ngay lúc đó là mình đã rời xa diệu pháp, rời xa con đường giải thoát.
Và về lâu về dài thì cái sự xa cách ấy càng lúc càng lớn dần, lớn dần, lớn dần. Sẽ có một ngày mà khi mà mình gọi là tuổi già, khi mình đổ bệnh, mình nằm xuống, mình sẽ cảm thấy rất là bơ vơ, rất là quạnh hiu, vì mình hoàn toàn không có một cái chỗ nương tựa. Biết tôi nói đâu ra mới nghe kịp không? Bây giờ thì mình thấy, nghe nói tam nghiệp bất tịnh, tam nghiệp bất thiện, mình thấy nó cũng thường, thì có biết bao nhiêu cái thằng đâm cha chém chú đó thì nó đâu có chết đâu. Trúng, rất là chính xác. Bao nhiêu thằng nó ác ôn, nó có chết đâu. Thế giới vẫn bình thường, trái đất vẫn quay. Trúng. Nhưng mà có một ngày, có một ngày mà trên giường bệnh mà nằm ngáp ngáp đó, thì lúc đó mình mới thấy thật sự là bơ vơ, quạnh hiu và hoàn toàn không có một điểm tựa. Lúc đó mình mới mới hoang mang thế này. Trời ơi, nếu mà chết rồi là hết, thì mình bỏ là hết mọi thứ hay sao? Đau quá, lòng không cam, tâm không có đành nha. Còn nếu mà chết rồi mà còn có chỗ để đi, thì cái quãng đời qua mình sống cái kiểu đó, mình sẽ đi về đâu hả trời? Đó, bởi vì nó có một cái nguyên tắc rất là khoa học, không cần là Phật tử ai cũng hiểu hết. Đó là nếu có một chỗ về cho cái người chết, thì mình phải hiểu ngầm là chỗ về đó nó phải tương ứng với cái kiểu sống của từng người. Tại sao tôi nói chuyện nó chỉ khoa học? Bởi vì mình thấy thủy ngân nó chỉ tìm về với thủy ngân, nước ở thể lỏng luôn tìm về chỗ thấp, nước ở thể khí luôn bốc lên cao. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, và loài nào thì giống đấy, chuột bọ thì về với chuột bọ, rắn rít thì về với rắn rít, ông bướm thì về với ông bướm, hầm beo thì về với hầm beo, chim chóc thì về với chim chóc. Bình thường mình sống với cái tâm tư, với cái trình độ tâm thức như thế nào, thì nếu còn có một cái kiếp sau thì đương nhiên mình phải đi về với cái chỗ tương ứng với cái con người của mình. Cái chuyện này nó rất là khoa học. Tôi không ép các vị phải tin có kiếp sau, nhưng mà tôi chỉ nhắc chừng thôi. Nếu nha, nếu còn có một kiếp sau thì một cách rất là chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi về một cái nơi mà nó tương ứng với cái bản chất của mình. Cái chuyện này là chuyện bình thường, không có gì lạ hết đó, nha. Các vị có để ý không? Nó có những cái vùng đất, có những cái vùng đất mà tại sao mà nó có nhiều cái loại cây này mà nó lại không có cái loại cây kia đó. Ví dụ như mình thấy mình đi về với xứ nhiệt đới, nó có những cái thứ cây trái hoa quả mà chỉ có ở xứ nóng không có ở xứ lạnh, và ngược lại nó có những thứ hoa trái chỉ có xứ lạnh mà không có xứ nóng. Là sao? Là bởi vì cái môi trường đó nó thích hợp cho cái giống cây đó, giống cái loại hoa đó, thì cái cuộc luân hồi nó y chang như vậy. À, là cái mảnh đất nào thì nó thích ứng với cái hột giống đó, cái hột giống đó nó chỉ có thể phát triển ở cái mảnh đất đó mà thôi nha. Như bây giờ mình thấy mình không có học đạo, mình không có biết, nhưng mình khi học đạo rồi mình mới thấy mấy cái loài mà lúc nhúc ở dưới ống cống nó cũng là chúng sinh quý vị, mà khi nó sống nó phải sống bằng cái tâm tình như thế nào để rồi nó chết, nó về dưới cống, nó nằm, nó về với cái hố xí nó ở nha. Rồi có những loài là nó sống trong cây mục, trong củ rễ, có những loài nó sống trong cành lá, có những loài nó sống trong sa mạc núi cao, có những loài nó sống ở dưới nước, có những loài nó sống trong bùn sình, trong cái chỗ dơ bẩn. Tại sao vậy? Vì cái tâm tư tình cảm rồi hạnh nghiệp thiện ác của muôn loài nó đẩy mỗi loài đi về một cái chỗ tương ứng thích hợp với cái bản chất của từng cá nhân. Đó, nó lớn chuyện như vậy đó, chứ không phải đơn giản nha. Cho nên đừng có lấy làm lạ là tại sao cứ trong kinh cứ hù mình lên làm ác mà mình sẽ bị đọa. Mình tức lắm, mình nói tôi là người vô thần, tôi lớn lên trong mùa cách mạng, tôi đâu có biết Phật biết Chúa gì đâu, rồi bây giờ tự nhiên cái má tôi đi chùa tôi bắt chước tôi đi theo, bà ngoại đi chùa tôi đi theo, rồi vô đây nghe giảng này để bắt tôi tin, là tin sao? Thì tôi xin thưa, đối với những người như vậy thì tôi xin kề tay nói nhỏ thôi, tôi đâu có xúi các vị tin Phật, tôi đâu có xúi các vị tin có kiếp trước kiếp sau, tôi chỉ nhắc chừng thôi. Nếu mà có thì mỗi người sẽ đi về một cái chỗ nó tương ứng với con người của mình. Và Phật từng dạy rằng này, cái tỳ kheo, nếu mà ngày ngày đang ở trong rừng ấy, ngày chỉ cần đến, nếu mà mấy cái cây này nè mà nó biết tu hành, nó cũng có thể sanh thiên. Và này các tỳ kheo, ta nói rằng giả dụ như các nghiệp thiện ác không có thật, không có cho cái quả báo sướng khổ ở đời, thì này các tỳ kheo, ta nói rằng
Người làm thiện luôn luôn được sống trong sự an lạc, và kẻ sống ác thì luôn luôn sống trong sự đau khổ dằn vặt day dứt. Đó là trong kinh nói như vậy nha. Phật giả là nếu giả định như mà không có chuyện mà luân hồi quả báo đó, thì cái người làm thiện là phải là an lạc này. Mình sống thiện tối mình nghe chó sủa mình không có sợ, nghe tiếng gõ cửa mình không có sợ, nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát công an mình không có sợ. Còn khi mình có một cái phốt, một cái tì nào đó, ban đêm ngủ mà nghe có người đập cửa, nghe có tiếng xe cảnh sát thì mình sợ. Mình đang đi ngoài đường mình nghe lao sao là mình để có thù có oán, mà mình sợ có người tới chém mình đó. Còn đằng này mình sống không nợ nần, không có vi phạm pháp luật, không gây thù oán, thì coi như dưới cái gầm trời này dầu mỗi ngày mình có cạp đất mình ăn thì mình cũng vẫn nhăn răng ra mà cười nha. Thì mình đâu có cái vấn đề gì để mình lo. Ai từng ở tù mới biết tự do nó quý như thế nào, ai từ từng bệnh hoạn thì biết khỏe mạnh nó quý như thế nào, ai từng bị thù oán, bị kẻ thù nó truy sát thì biết cái chuyện không thù oán nó sung sướng thế nào, ai mà từng bị dây dưa gọi là cái pháp lý tụng đình thì mới biết cái người mà không có bị dây dưa pháp luật thì nó sướng cỡ nào nha. Đó. Cho nên mình thấy sống thiện là thấy là an lạc rồi nha. Rồi hay da, bây giờ tới kinh 248. Kinh 248 có cái nội dung thế này. Ngài nói rằng nghĩa địa nó có những cái điểm tiêu cực sau đây. Ở đây gọi là nguy hại đó. Ở đó nó dơ, nó hôi, đáng sợ. Ở đó có các loài khuất mài khuất mặt. Mà cái đó là cái chỗ buồn, cái chỗ đất buồn cho người ta. Bị nói tới nghĩa trang nay cũng buồn hết trơn. Thậm chí là khi mà tôi ra ngày đằng nẵng mà có hai cô Phật tử của đó, tôi vừa nhìn mặt hai người bắt đầu tôi đã buồn rồi. Một người tên Nghĩa, người tên Trang, mình thấy mình nhìn hai cái người mà nó thấy buồn rồi đó. Thấy cái tên là Nghĩa Trang là nó thấy buồn rồi, nói chi là mình ở bên Nghĩa Trang thiệt. Rồi thì ngài nói là cái Nghĩa Trang á, nó là một cái chỗ dơ nè, hôi nè, đáng sợ nè, chỗ của các loài khuất mài khuất mặt nè, là cái cõi đất buồn cho thiên hạ. Cái chuyện đó đâu có đâu quan trọng, nhưng cái quan trọng là ngài nói cái ý tiếp theo. Ngài nói một cái người mà sống với tam nghiệp bất thiện này, ngài nói họ y chang như cái nghĩa trang này này quý vị. Đó, giống như cái nghĩa trang chứ không phải khơi khơi ngày 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 vô cớ ngài nói nghĩa trang, không phải đâu, mà vì có lý do ngài kể nghĩa trang nó là cái chỗ như vậy đó, nó là một cái không gian mà u ám mà đáng ngại như vậy. Thì đối với một cái người mà coi như là sống bất thiện thì cái mặt cỏ là nó y như cái nghĩa địa này. Là vì sao? Là vì cái nghĩa trang á, đây tôi nói luôn, cái chữ Susanna trong tiếng Pali đấy nó là cái chỗ bãi tha ma. Ở đây dịch là nghĩa địa, nghĩa trang đó, thì người Việt Nam mình nó đọc cái này đó rất dễ hiểu lầm, tưởng là nghĩa trang, nghĩa địa là cái chỗ mai táng. Không, không, Susanna ở đây không còn phải là cái chỗ đó nha. Susanna, ai ai ghi giùm tôi đi, ai ghi giùm tôi Susani đó. Susanna, Susanna ở đây là có nghĩa là cái chỗ mà bỏ xác đó, làm ơn nhớ giùm, chứ không phải nghĩa chỉ Susanna đây không có nên hiểu theo cái nghĩa mà của Việt Nam nha, là cái chỗ mai táng, không phải. Cái Susanna đây không có đơn giản là mai táng mà chỗ bỏ xác, bởi vì chúng ta biết tùy theo cái nền văn hóa của các cái địa phương, các đất nước, các khu vực trên hành tinh mà người ta có cái kiểu an cái xác chết khác nhau. Như thủy táng là liệng dưới sông cho nó trôi, lâm táng là đem liệng như trong rừng chất đống vậy đó, giống như cái chỗ mà người ta liệng mấy cái lớp xe cũ người ta chất nguyên đống trong rừng vậy đó. À, Ấn Độ đó, lâm táng. Thủy táng là thả sông, hỏa táng là đem, mai táng là đem chôn, điểu táng là coi như là cho chim ăn. Nó có những cái khu vực mà chim kênh kênh nó nhiều lắm, cứ đem lên ăn. Rồi không táng là cái chỗ mà người ta có cái chỗ tập trung ở trong một cái gò cao, nó để đó cho nó phơi nắng phơi sương tự nó mục rã nha. Rồi còn huyền, huyền là treo đó, huyền táng là mấy cái quan tài nó treo trên vách đá, vách núi hoặc treo trên cây nha. Còn mộc táng cái là người ta khoét gỗ có cái lỗ trong thân cây rồi người ta cho cái xác vô. À, kiểu như ma xó ở mạn ngược miền 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 cao miền trên của Việt Nam vậy đó nha. Như vậy thì mình có sơ sơ là có cả chục kiểu rồi,
lâm tán, thủy tán, địa tán, hỏa tán, không tán, điểu tán, mộc tán, quyền tán, một chục thứ nè. Đấy thì cái xú sa ná ở đây nó là cái chỗ mà gọi là lâm tán đó, có nghĩa là cái chỗ mà người ta luyện sát đó. Cứ nè quán niệm mà tâm thức của người Ấn Độ á, hồi sống thương bằng trời nhưng mà tới hồi chết rồi đó, thì họ đây họ giải quyết cái xác rất là đơn giản, thậm chí có cái phần lạnh lùng, có phần lạnh lùng. Anh như hôm nay mình về Indonesia, Mã Lai, Philippines, cả ba quốc gia đó nó còn tồn tại những cái bộ tộc vui lắm. Người chết thì hồi cuộc sống bình thường, tới hồi chết rồi thân nhân mới đem ra một cái chỗ tập trung, người ta chất cái đó rồi người ta cho người ta gửi người cho cái xác là một ít vật dụng, ca uống nước, chén ăn cơm vậy đó, một hai dép để mang, cái nón để đội, để vài món đồ rồi đi về nha. Rồi thì ở đây sở dĩ tôi phải đánh một cái vòng xa để cho các vị thấy tại sao cái chữ xú sa ná này nó có nghĩa là bất tịnh hôi thối, chứ còn nếu mà cái nghĩa trang mà hiểu theo cái nghĩa Việt Nam á thì làm gì có hôi thối, làm gì có hôi thối. Nhưng mà cái chữ xú sa ná đây là xác trong trần theo cái cách lâm tán Ấn Độ á nha, nhớ cái đó phải hiểu rồi đó. Cho nên nhiều khi đó mình học, mình coi văn học hay là sách tôn giáo chưa đủ mà mình còn phải có về cái mặt ngôn ngữ nó là vậy đó quý vị nha. Nếu mà các vị đọc cái này mà các vị có đối chiếu đó, thì nó đỡ, tình hình nó khác. Chứ còn cái chữ Susana nếu mà dịch cho tiếng Mỹ là cemetery đó, thì người Mỹ họ cũng hiểu là cái chỗ chôn. Cemetery là chỗ chôn, là chết nha, cái này cho chỗ bỏ xác. Cemetery người Mỹ họ cũng không có hiểu theo cái nghĩa mà người người mà trong kinh này nói đâu nha. Thì một cái chỗ luyện xác nó hôi thối bất tịnh đáng sợ, có nhiều cái loài ma quỷ, và đồng thời nó là cái chỗ đất, cái chỗ buồn, cõi đất buồn. Thì ở đây một cái người mà bất tịnh á, cái người mà có tam nghiệp bất tịnh á, thì bản thân họ nó có cái mùi. Cái mùi đây là mùi tâm lý đó, mình ở gần cái người xấu là mình có cảm giác giống như mình ở gần một cái xác chết vậy đó. Là sao, là họ nó phiền lắm, họ là người bủn xỉn, ích kỷ, nhiều chuyện ác độc, thâm hiểm, nóng nảy đó, người tham lam mình cũng phiền, ở gần người nóng tính mình cũng phiền, cái người nhiều chuyện thâm độc mình cũng phiền, cái người mà bồ bủn xỉn keo kiệt mình cũng phiền. Cái người mà sống mà chỉ biết mình không màng tới người khác cũng phiền. Nói chung là người xấu luôn luôn bốc hơi, người xấu luôn luôn bốc cái mùi khó ngửi. Cái mùi ở đây là mình phải hiểu là không giống như cái mùi của xác chết hay của đống phân nha, mà cái mùi là vậy đó, mình ở gần họ cái sự lan tỏa của họ mình thở không nổi đó, được gọi là nó giống như nghĩa từng giống cái chỗ mà liền xác là chỗ đó. Rồi thêm nữa là cái người mà coi như là sống bằng tâm nghiệp bất thiện đó, thì bản thân họ đó, bản thân họ đó là coi như là cái họa cho những người sống chung. Cái họa cho những người sống chung, giống như mình phải ở một cái chỗ mình dắt chiều chiều nắng tắt rồi mình nghe gió thổi riu riu, rồi nghĩa trang đó rần rần rồi nghe tiếng khóc nỉ non, rồi tiếng đưa giọng kẹo kẹt, mình quải cỡ nào thì mình ở gần cái người xấu cũng y chang như vậy, họ cứ làm cho mình sống trong cái sự bất an nha. Sống gần cái người xấu giống như mình sống gần ma quỷ vậy đó, rất là bất an, vô cùng bất an. Bây giờ không biết chiều nay sẽ xảy ra chuyện gì, tôi có biết được một vài chuyện đau lòng lắm. Có những người đàn bà Việt Nam ngộ lắm, có ông chồng vũ phu mà là thích uống rượu, cứ chiều chiều mà bà đi bán buôn về là bà sợ, không biết bữa nay ông có uống không. Ông bữa nào mà chỉ cần về tới nhà mà thấy ông uống là biết sớm muộn mà cái mặt cũng sưng dù dù, khổ mà không biết tại sao không bỏ được, cứ sống mấy chục năm có nhau mấy đứa con vậy đó, sợ lắm nha. Cứ mỗi ngày mà cái ông đi về có mùi rượu là sợ, cái vị thấy dễ sợ chưa. Mình ở gần cái người mà nhiều chuyện mình cũng sợ. Bây giờ với cái điều kiện văn minh khoa học bây giờ, nó còn lòi ra một cái hạng người nữa là chuyên môn thích ghi âm ghi hình người khác, trong rừng bên cẩn bằng cẩn thận nha, cái đó cái loại đó có đó. Rất dễ sợ, họ vui vẻ thân thiết với mình vậy đó, nhưng mà âm thầm ghi âm ghi hình, rồi sau này đó là nó sẽ trở thành là cái đại họa cho mình, nào mình không hay nha, cắt xén chỉnh sửa là lúc đó mình hết chối luôn nha. Rồi các vị chờ cho tôi 3 giây thôi, 3 giây.
Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi, cảm ơn các vị nhiều. Là ngài dạy mình đừng bao giờ sống như là một cái chỗ luyện xác. Đừng bao giờ sống như là một chỗ luyện xác, làm cho người ta phải bất an, phải sợ hãi. Phải bất an, phải sợ hãi, và mỗi lần người ta thấy mình đó là ta thấy cả một cái bầu trời u ám, một cái cõi đất buồn như là nghĩa trang vậy nha. Đây là một cái hình ảnh mà tôi rất là tâm đắc, tức là người xấu giống như chỗ luyện xác, người xấu giống như chỗ luyện xác của bên Ấn Độ vậy đó. Có nghĩa là cái người sống với tâm nghiệp bất thiện mình ở gần không, mình không an lạc được. Mình phải có lòng đại bi với tất cả chúng sinh, sống mình không có phân biệt ai hết, nhưng mà mình có một chuyện mình phải nhìn nhận, đó là mình ở gần người lành thì mình được an lạc hơn. Khi mà chúng ta chưa đạt tới cái trình độ miễn nhiễm, vô nhiễm đối với cái người xấu, thì trong điều kiện có được, nếu mà tránh được họ thì chúng ta cũng nên tránh, bởi vì chúng ta chưa đủ bản lãnh để một mình sống trong nghĩa trang đâu quý vị. Đây là cái câu đúc kết chúng tôi cho cái bài kinh này nha. Ai mình cũng thương, mình sống mình không có phân biệt khinh rẻ coi trọng đặc biệt người nào hết. Ai mình cũng thương, ai mình cũng trọng hết, nhưng mà mình tự lượng sức mình, nếu mà mình gọi là hạn chế giao du tiếp xúc với cái người bất thiện được thì mình cũng nên, bởi vì mình chưa đạt tới trình độ vô nhiễm và miễn nhiễm đâu nha. Phải tự lượng sức mình, bởi vì không phải ai cũng có khả năng sống trong nghĩa trang đó. Cũng giống như là không ai cũng không không ai mà có phải không người nào không phải ai cũng có khả năng sống ở trong phố bụi bặm ồn ào, có những người ở đâu đó chỉ có chờ chết thôi, và cũng không phải ai cũng có khả năng sống trong chỗ quạnh hiu. Tùy cái sức khỏe tâm lý và sinh lý của mình mà mình cần đến một cái chỗ ở thích hợp nha, với cái cơ địa của mình nha. Rồi rồi tiếp theo là cái kinh 250. 250 kinh 250 thì ngài dạy một cái điều mà rất là quan trọng đối với người cư sĩ của mình, đó là ngài dạy rằng quy y Tam Bảo là sao. Trong cái kinh này là ngài dạy quy y Tam Bảo là sao, là trên là thờ Đức Phật, mà mỗi một Đức Phật là đại diện, là tiêu biểu cho vô lượng chư Phật quá khứ hiện tại vị lai. Chứ mình không có phân biệt Phật nào với Phật nào, nhưng Đức Phật quá khứ, Đức Phật vị lai đều giống nhau y chang, về cái tinh thần giống nhau, về thân xác thì có thể là có vị hào quang nhiều, hào quang ít, có vị cái vị này cao lớn hơn vị kia, đúng, nhưng mà 32 tướng tốt là giống hệt nhau, trí tuệ giống hệt nhau, cái công đức tu hành phải nói là giống hệt nhau thì mới thành Phật được nha. Đó là nói về Phật. Đối với pháp cũng vậy, đối với pháp là cái con đường mà tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải hành trì để thành Phật, và Tăng Bảo chính là những người hành trì theo cái lời dạy của chư Phật. Thì dầu mình có thọ giới, mình có quy y, mình có học đạo với một vị thầy nào đi nữa, thì cái vị thầy đó cũng chỉ là một giọt nước trong cái đại dương của tăng chúng. Biết trong trong cái hiểu này không ta? Mình có học đạo, mình có quy y, mình có thọ giới và một vị thầy nào đi nữa nha, thì cái vị thầy đó cũng chỉ là một giọt nước trong cái đại dương Tam Bảo, trong cái biển lớn của Tăng Bảo mười phương. Cho nên điều đại kỵ của người cư sĩ là cả đời chỉ biết có một ông sư phụ của mình, chỉ biết một sư phụ. Nhưng mình thấy trong kinh đó, ngài Sa La Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài cũng có những người đệ tử riêng đặc biệt quý mến ngài. Tuy nhiên với cái sự dạy dỗ hướng dẫn của ngài thì những người đệ tử đó đều hiểu rằng các ngài chỉ là một trong vô số vị thuộc về tăng chúng mà thôi nha. Chứ các ngài không có cái lòng mà chiếm hữu riêng và dạy cho đệ tử rằng sư phụ là số 1, còn mấy ông kia là số 10 hết. Không phải, không bao giờ có. Nếu mà có một người sư phụ như vậy thì người đó không đáng mặt làm sư phụ. Và cái người đệ tử mà có một sư phụ như vậy thì đó là một người đệ tử bất hạnh nha. Bởi vì tôi nhắc lại, tăng chúng giống như là một cái vườn hoa, mỗi túi hoa nó có hương, có sắc khác nhau nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, khi mà cái niềm tin của mình đặt vào cái đối tượng Tăng Bảo mà không phân biệt đó, thì cái công đức đó là một cái công đức rất là lớn, và cái niềm tin đó được gọi là niềm tin Tam Bảo. Mà Tam Bảo thì không có biên giới, Tam Bảo không có giới hạn, Tam Bảo không có hạn chế,
Mình đặt niềm tin vào một cái đối tượng không có hạn chế thì công đức nó mới đúng là vô lượng vô biên. À, còn đằng này cả đời mình chỉ biết cắm cái đầu vô trong một đối tượng nào đó nha, mà may mắn đối tượng đó là thánh nhân đó thì không nói gì, mà nếu mà không có thánh nhân mà là ông thầy phàm phu mà tào lao là coi như đời mình tàn. Mà trong khi đó là chư tăng thì biết bao nhiêu vị, biết mà mình chỉ biết có một mình sư phụ, không biết ổng ỷ ôi ổng thầm thì thế nào, mà mình chỉ biết có một mình ổng thôi, thì cái đó là một cái đại họa nha, một cái đại họa. Chuyện đơn giản thôi, bây giờ nói chuyện ăn uống ngoài đời, trong đời nó biết bao nhiêu món ăn, mà vì một lý do nào đó mà mình chỉ ăn có một món hủ tiếu không thì phải nhìn nhận đó là một cái sự thiệt thòi, cái gì biết không, đó là nói chuyện ăn uống đó. Mình phải biết nhiều món chứ, mình phải biết, tôi bà bảo đảm trong room này mỗi người trong room này kể mà món mà quý vị thích đó, thì tôi nghĩ chắc phải kể trên 50-70 món, từ cái món mặn cho đến món tráng miệng. Chứ còn tự nhiên cái là cả đời chỉ biết tráng miệng bằng một thứ duy nhất đó là chú chín, còn rồi rồi đồ kho với món canh chua, mà cả đời chỉ biết ba cái món này thì phải nhận bi kịch nha. Đó là chuyện ăn uống. À, nói chi là đối với cái cõi tâm linh của mình, trong cái niềm tin tôn giáo của mình, à, thì một người Kitô hữu chỉ biết có một cha, à, không biết đến giáo hội, không biết đến cái cộng đoàn linh mục thế giới, à, chỉ biết có một ông cha bên giáo xứ của mình thôi, à, thì cái đó là một cái chuyện cũng hơi kỳ. Một người Phật tử mà chỉ biết có một ông sư phụ, một ông trụ trì địa phương thì cũng là cái kỳ nha. Mà mình phải nhớ rằng tăng bảo ở đây là gồm nhiều cá nhân, và mỗi cá nhân chỉ là một thành viên, một giọt nước trong cái biển lớn tam bảo, thì là một cái niềm tin như vậy đó thì mới dẫn đến công đức vô lượng. Và ngài dạy rằng một người cư sĩ mà chỉ có biết một sư phụ thôi đó, thì rất là đáng ngại, là bởi vì rất có thể một lúc nào đó cái vị tăng đó bị vi phạm giới luật rồi bị tăng chúng xử phạt, là coi như mình bị sốc, mình bỏ đạo. Trường hợp thứ hai là cái vị đó bị chết, hoặc là bị mất trí, hoặc là cái vị thầy của mình đi chỗ khác ở, không còn ở đây nữa. Các vị coi kỹ cái bài kinh này có 3 đoạn đúng không, thì một là vị đó bị tăng chúng phạt, vị đó bị vi phạm giới luật, vị đó bị mất trí loạn tâm, vị đó bị qua đời mạng chung, hoặc là vị đó thay đổi chỗ ở, là coi như xong. Tôi có được tiếp xúc với một số Phật tử kỳ cựu không còn đi chùa nữa sau khi ngài Hộ Tông viên tịch, sau khi ngài Giới Nghiêm viên tịch, sau khi ngài Hộ Giác viên tịch, sau khi một cái vị cao tăng nào đó là sư phụ của họ viên tịch, thì coi như mấy vị khác còn lại không đáng để họ phải đi chùa nữa. Đây là một cái thiệt thòi vô cùng lớn nha, vô cùng lớn. Cho nên là mình thấy rằng từ trong đạo cho đến ngoài đời thì cái cõi lòng nó càng cởi mở bao la thì mình mới có thể dung nạp được bao nhiêu cái điều hay, cái chuyện đẹp của đời. Còn đằng này mình cứ cắm đầu vào trong có một đối tượng thì đó là một sự thiệt thòi. Trời đất bao la mà tự nhiên mình kiếm một cái hốc mình chung vô thì phải nói quá ủ nha, quá ủ. Nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói, chúng ta chào đời với hai tay hai chân không bị xiềng. Ấy vậy rồi khi chúng ta lớn lên, tình cảm, rồi quan điểm, chính trị, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tất cả những cái đó nó trở thành ra những sợi dây xiềng, nó đóng khung chúng ta vào những nhà tù. Các vị có hiểu không ta? Có hiểu không? Mình sanh ra tay chân ai cũng tự do hết, rồi tự nhiên cái có những cái người nào đó cứ lớn lên rồi cái coi như đúng cái gọi là tù toàn tập á, tự nhiên cái vì quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, quan điểm tình cảm, quan điểm xã hội, quan điểm văn hóa, lặp 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 lặp, tự nhiên đóng khung vô đó. Ai mà không giống mình á là mình gọi là kẻ thù, có đã không? Ai không giống là kẻ thù, ai không giống là cái thằng dốt nát, là thằng thiếu trình độ. Mà mình chỉ thích cái người nào giống mình, cùng một phe với mình thì xin lỗi, đó là mọi rợ, đó là mọi rợ, đó là bán khai, đó là trong rừng trong rú. Với còn một cái người văn minh ai suy nghĩ kỳ cục vậy hết. À, anh thích thính phòng thì anh cứ nghe thính phòng, anh đừng có chê cái thằng mà hát sẩm, mấy thằng mà cải lương là dốt thì cái đó không nên nha. Ok, đó là cái gu và cái điều kiện của anh thì nó cho phép anh biết được cái đó, chứ không phải anh hay đâu nha. Rồi, cho nên thế giới này là nó bao la vô cùng, thì chúng ta là muốn sống trọn vẹn với cái bao la vô cùng ấy thì chúng ta phải có khối óc và trái tim
cũng bao la vô cùng. Chúng ta phải có một cái vòng tay rộng mở nha. Tôi nhớ có một bên Tàu có cái câu chuyện một cái anh chàng học võ, xong rồi sư phụ thấy đủ sức cho anh hạ sơn mở võ đường ở dưới phố. Thì cái ngày mà sư anh tiễn anh đi xuống, sư phụ mới giờ cái nắm đấm lên, sư phụ nói người học võ chúng ta chinh phục thiên hạ bằng nắm đấm, nhưng mà con nhớ cái bàn tay nắm lại bao giờ nó cũng cầm ít hơn là một cái bàn tay xòe ra. Bàn tay xòe ra mình cầm được nhiều vật hơn là nắm lại. Thứ hai là ông nói cái nắm tay nó cầm nó không nó giữ không nhiều bằng cái vòng tay, mà ông nói cái vòng tay nó hạn chế so với cái tầm nhìn của con mắt. À nhớ nha, mình sống ở đời mình cần một cái tầm nhìn, chỉ còn một cái vòng ôm và một cái nắm tay nó chặt lắm con nha. Nhớ mình phải thu phục, mình phải có được những thứ mà mình nhìn thấy được, chứ không phải là mình chỉ có được những thứ mình ôm được hay là cầm được đó. Tôi mê cái đạo lý đó ghê gớm nha. Rồi cuối cùng là chúng ta học qua kinh 251 đó. Kinh 251 thì ở đây các vị biết rằng Đức Thế Tôn là thành đạo năm mấy tên, năm 35 tuổi, năm 35 tuổi, và ngài viên tịch năm mấy ta, năm 80, như vậy là 45 năm. Và một cách mình nói ngẫu nhiên cũng được, mà mình nói là một cái sự quyền nhiệm cũng được. Đó là 45 năm ấy, một rất là ngẫu nhiên là 12 năm đầu có một gọi là cái tình trạng và cái chất lượng của giáo hội khác hẳn với 12 15 năm tiếp theo. 15 năm tiếp theo có những điểm đặc trưng mà 15 năm đầu không có, và cũng không có ở 15 năm cuối. Và 15 năm cuối thì tăng đoàn của Đức Thế Tôn lại đi vào một cái khúc quanh khác, một cái ngã rẽ khác với những cái đặc điểm mà 30 năm trước, cái hai cái giai đoạn 15 năm trước nó không có. Từ đó các nhà viết sử, đặc biệt các vị La Hán đã chia cái cuộc đời hoằng pháp độ sinh trụ thế của Thế Tôn trong 45 năm thành ba giai đoạn. 15 năm đầu là sơ giác thời, 15 năm giữa là trung giác thời, và 15 năm cuối là hậu giác thời nha. Thì ba ba lần 15 là 45, là vừa khích con số 45 năm trụ thế hoằng đạo của Thế Tôn. Thì buổi đầu các vị biết trong 15 năm đầu đó, cái nội dung vì cái chất lượng của tăng chúng như là pha lê Swarovski vậy đó. Trong suốt tất thể những cái vị mà có mặt trong tăng đoàn trong 15 năm đầu tiên ấy, đều đến với Thế Tôn bằng một lý tưởng duy nhất, đó là cầu đạo giải thoát, không vì bất cứ một lý do gì khác. Và Thế Tôn sống như thế nào, ăn mặc đi đứng sinh hoạt ra sao, thì tất thảy tăng chúng trong 15 năm ấy y chang như vậy. Một phần họ là thánh, còn nếu những vị chưa kịp là thánh thì cái túc duyên của họ cho phép họ coi như là hoàn toàn có thể sống lấy Thế Tôn làm gương gương mẫu. Nhưng mà 15 năm tiếp theo thì bắt đầu cái số mà tạp nhạp nó nhiều hơn một tí, và cuối cùng 15 năm cuối thì có những cái số nó quá lớn đi, quá lớn. Ngay khi Thế Tôn viên tịch ở Kushinara thì toàn cõi Ấn Độ lúc đó là có gần 1 triệu vị tỳ kheo, gần 1 triệu vị tỳ kheo, các vị thử tưởng tượng đi nha. Rồi thì tại sao mà trong đêm này á, là các vị nhìn thấy tôi bắt đầu giảng kinh 251, mà tại sao tôi đánh một cái dòng mà nhiều người họ lén lén họ hát là âm đi xa quá, thấy không? Đấy, vấn đề đó không phải âm đi xa quá, mà vấn đề đó là cái nền phải có. Là hồi đầu á, khi mà 10 năm đầu mà có những chư tăng gọi là quá gọi là hoàn hảo thanh tịnh đó, thì lúc đó chưa có tạng luật. Chưa có tạng luật, và có rất nhiều vị lúc đó đi vào tu á, là coi như lúc Đức Phật chưa có quy định cái chuyện mà là giới đàn mà 2 lần tuyên ngôn tác bạch để cho một người bình thường trở thành tỳ kheo, lúc đó chưa có. Lúc đó là đi vào đạo chỉ có bằng một cái nghi thức rất là đơn giản, đó là thọ tam quy: con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Đầu thì cạo sẵn, y thì chuẩn bị sẵn, chỉ cần cạo đầu đắp y xong mà đọc 3 câu là thậm sư gọn vậy đó. Rồi từ đó mới nảy ra một chuyện nữa, là có những cái vị mà họ thọ giới tỳ kheo lúc mà chưa được
20 tuổi. Có nhiều vị với có 5 7 tuổi là đã là được gọi là tỳ kheo rồi, chiều tối đói bụng rồi rồi khóc, rồi nhiều vị nhớ nhà nhớ mẹ tùm lum đó, đại khái như vậy. Thì từ đó bên Đức Phật mới quy định là thọ giới sa di thì tối thiểu là 7 hoặc 5, nhưng mà giới tỳ kheo là phải là 20, để vị này có đủ ý thức chịu trách nhiệm về toàn bộ cái sinh hoạt và lý tưởng hành đạo của mình nha. Đấy thì là lúc đó có những trường hợp cá biệt mà cần phải lưu ý là có những vị a la hán mới có 7 tuổi thôi. Các vị đã đắc la hán ngay sau khi mà Thế Tôn đã ban hành cái luật, ban hành cái luật gọi là tỳ kheo, muốn thọ giới tỳ kheo là phải 20 tuổi trở lên. Và có những cái trường hợp mà có những vị sa di tuy là nhỏ tuổi nhưng mà đắc a la hán, thì lúc bây giờ là vì cái lòng đại bi, đôi khi Đức Thế Tôn cũng phải cho chư tăng biết đây là một vị la hán cần phải được đối xử khác. Và trong kinh nói rõ Đức Thế Tôn đã từng suy nghĩ thế này: ngài nhìn thấy những vị sa tỳ kheo mà phàm phu không biết đây là vị la hán, rồi cư xử với vị sa di đó một cách giống như là hơi bất cẩn, xem nhẹ đó, thì ngài ngài không muốn các vị tỳ kheo phàm phu gây cái trọng nghiệp, cho nên ngài nói rõ nó đây là một vị la hán nha. Và từ đó chúng ta đối xử với những vị đó, đó một cách trân trọng hơn. Đây là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là có một cái giai đoạn khi tạng lực chưa có được là ban hành rộng rãi và chi tiết nha, thì gần như là vị tỳ kheo nào cũng có thể có đệ tử hết trơn á. Coi như mới tu có 1 năm 2 năm là bắt đầu làm thầy rồi cho người ta tu, mà bản thân mình thì kinh lực chưa có xong nha, bản thân mình thì kinh lực chưa có xong mà đã có mấy trăm đệ tử nó bao quanh rồi. Đệ tử nó cần hỗ trợ về giáo lý, về giáo lực thì mình ngọng mình biết đường mình nói, còn học trò thì lúc đó chưa đủ tuổi nữa, chưa đủ tuổi cho nên dắt chiều thì trò trò khóc mà chạy vô ông thầy rối, ông thầy biết phải làm sao. Từ chỗ đó nó mới có cái bài kinh này nè, bài kinh được dạy rằng một tỷ kheo mà là chứng quả nhân đó, thì vị đó đáng được xem là một tỷ kheo, và vị ấy là cái người xứng đáng độ cho người khác trở thành tỷ kheo, là vậy đó. Bây giờ hiểu chưa? Cụ túc giới là giới tỳ kheo đó, tức là một vị chỉ có vị thánh nhân mới đáng, còn bình thường đó là còn, nhưng mà đối với phàm phu thì sao? Bây giờ biết ai là thánh đây? Thế là ngài phải ban hành ra một cái điều luật: tỳ kheo sau khi thọ đại giới phải ở gần sư phụ tối thiểu 5 năm để học học kinh luật và thực tập quy nghi tế hạnh của một sa môn cho chững chạc chín chắn, rồi mới được rời thầy tối thiểu 5 năm. Tối thiểu 5 năm không được rời xa. Và trong trường hợp người thầy không có điều kiện chăm sóc mình thì mình phải xin phép thầy, mình nương nhờ nơi một cái vị trưởng lão khác thay thế thầy mình, thì ông thầy mình được gọi là Upachaya, là thầy bổn sư tế độ, còn cái ông thầy kia gọi là Nissaya Chariya, là ông thầy y chỉ hay là ông thầy chỗ nương nương nhờ, thì bọn thầy mình thay thế ông thầy bổn sư nha. Nhớ nó có trường hợp đó. Đó là trường hợp thứ nhất, có nghĩa là bản thân cái vị tân thọ tỳ kheo phải nương nhờ thầy tổ trong 5 năm đầu tiên. Rồi thứ hai là không phải vị tỳ kheo nào cũng có thể làm thầy cho người khác được, mà vị đó là phải tối thiểu là có đủ tối thiểu là có 2, mà tối đa là có 10 cái điều kiện hay là có 10 cái tiêu chuẩn. Nhưng mà nói hai cho bà con nhớ: một là vị đó phải tối thiểu là có 10 năm tỳ kheo trở lên, thứ hai là vị đó phải thông suốt kinh luật. Còn cái kẻ 10 là vị đó phải biết căn bản A Tỳ Đàm. Cái này tôi biết trong room có nhiều người bị sốc nha, có nhiều người bị sốc. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Thì tôi biết tôi nói ra cái này nhiều người trong room bị sốc. Các vị đó, ủa cái luật nào nói vậy ta? Thì sự thật có cái luật đó, lên hỏi ngài Thanh có, tức là trong những cái điều kiện để làm thầy bổn sư cho người thọ đại giới tỳ kheo á, thì tối thiểu phải biết A Tỳ Đàm căn bản. Tại sao? Là bởi vì nội dung của toàn bộ pháp không thể thiếu cái A Tỳ Đàm. Mà thế nào là căn bản? Vì ở đó tối thiểu biết rõ 4 thứ: tâm thức, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Là sao ta? Vị đó phải biết rõ rằng cái gọi là chúng sanh từ phàm thánh rùi mũi
cọp beo con người chỉ là cái sự cộng hưởng của ba thứ sau đây. Một là tâm thức, có nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức, đó gọi là tâm thức. Còn tâm sở là sao? Tâm sở có nghĩa là những thành tố tâm lý mà đi kèm với sáu thức. Ví dụ như bây giờ được gọi là tâm bất thiện thì là cái biết mà cộng với tham sân si ngã mạn kiến nghi thì đó gọi là tâm bất thiện. Còn được gọi là tâm thiện là bởi vì cũng là cái biết đó, cũng là ý thức mà nó cộng với tính tánh niệm định tuệ bla 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 thì gọi là tâm thiện. Chú nói chú rung có hiểu không ta? Tối thiểu muốn làm thầy người ta mình phải hiểu như vậy nha, bởi vì toàn bộ Phật pháp, tôi nói lại lần nữa, dầu mình có học cái giống giải gì đi nữa đó không, thì căn bản mình phải hiểu cái gọi là hiện hữu, sự hiện hữu của chúng sanh nó chỉ gồm có ba thứ thôi: tâm thức, tâm sở và sắc pháp. Còn sắc pháp là gì? Sắc pháp là những thành tố vật chất cấu tạo nên cái thế giới vật chất và hình hài của mỗi chúng sinh đó. Nó gồm có đất nước lửa gió, rồi hormone nam nữ, rồi nhiệt độ, rồi dưỡng tố, bla 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 bla, tổng cộng là hai là bốn đại. Đất nước lửa gió cộng với 24 sắc y đại sinh được tạo ra từ bốn đại, thì vị hòa thượng nó tối thiểu phải hiểu bốn cái này để mà dạy cho học trò. Có nghĩa là mai mà làm học mai này khi nó đắp y rồi đó là chuyện đầu tiên là phải dạy cho nó biết cấu tạo của con là như vậy, con tu là tu cái gì. Hồi đó giờ khi con không hiểu con được cấu tạo như vậy, con tưởng con là tôi, là của tôi, con thấy con là hay ho, con là đẹp, con là xấu, con tự ti hay là con tự tôn. Nhưng mà bây giờ con biết đạo rồi, con biết con chỉ là cái khối tổng hợp từ ba thứ đó thôi nha. Mà ngày nào còn ba thứ đó thì con còn khổ. Là vì sao? Vì mọi hiện hữu đều là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa, thì cái sự vắng mặt của tham ái chính là niết bàn. Cho nên á, nói là bốn nhưng mà thật ra nó chia ra có hai ba cái đầu á, là nó thuộc về sự hiện hữu sanh tử, và cái thứ hai đó, cái cuối cùng niết bàn á, là sự vắng mặt sanh tử, sự không còn tái sinh nữa, không còn phiền não nữa đó. Nói vắn tắt như vậy thì là một cái vị mà gọi là bổn sư hay hòa thượng tế độ đó, là phải có tối thiểu kiến thức về ba tạng. Và đặc biệt ba tạng là gì? Một là tạng kinh, phải biết đó là những pháp thoại tùy duyên khế cơ khế lý mà Đức Phật và chư Thánh đã dạy cho chúng sanh. Tùy người mà ngài dạy về 37 pháp bồ đề mà mỗi người dạy theo một cách khác nhau, đó gọi là tạng kinh. Tạng luật là vị hòa thượng nó phải biết rõ là cái trường hợp nào là phạm tội, trường hợp nào là không phạm tội, thế nào là tội nhẹ, thế nào là tội nặng. Hai ông đệ tử làm cùng một việc y chang nhưng mà ông hòa thượng có biết cái trường hợp này là phạm, ông này là không phạm, hoặc là hai ông làm y chang một việc nhưng mà ông hòa thượng biết cái này là tội nặng, ông này là tội nhẹ hơn, ông biết, và ông biết rõ làm sao để cho ông này thoát tội. Tức là vi phạm giới luật thì làm, có những cái giới luật phạm xong mình phải lộc y suốt đời vĩnh viễn tuyệt đối không có cho quay lui, nhưng có những cái giới có thể là phục hồi được, nhưng mà phục hồi bằng cách gì ông thầy phải biết, biết rõ trường hợp nào phạm, trường hợp nào không phạm, trường hợp nào phạm nhẹ, trường hợp nào phạm nặng, trường hợp nào có thể phục hồi được và trường hợp nào không thể phục hồi, và nếu phục hồi được thì phải làm sao để phục hồi. Đó là kiến thức căn bản về tạng luật, và cuối cùng là kiến thức về Atidàm, và vị đó phải biết được bốn cái mà tôi vừa nói đó. Đó, tâm, tâm thức, tâm sở và sắc pháp, niết bàn, bốn cái rồi. Thì là đó là nói với phàm phu, còn đối với thánh nhân thì Đức Phật thầy dạy bản thân một cái vị thánh nhân đã xứng đáng là một tỷ kheo và xứng đáng để độ cho người khác thọ giới tỷ kheo. Rồi, xong chưa? Bây giờ mình, nhưng mà đó là nói trên 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 lý nha, chứ trên tình á, thì dầu là mình là vị la hán nhưng mà mình chưa đủ 10 hạ, hoặc là mình còn là sa di thì mình cũng không có thể làm thầy tế độ cho người khác được nha. Nhưng mà ở đây trong trường hợp nói về lý thì ngài nói cho nghe như vậy đó. Cái vị tỷ kheo mà la hán đó, vị đó xứng đáng được coi là một tỷ kheo, và vị đó xứng đáng là người thầy cho người khác thọ đại giới tỷ kheo rồi. Tiếp theo là kinh 252 253 rồi, 252 253 thì cũng vậy,
À, cũng vậy, có nghĩa là hồi nãy tôi có nói đó, tức là một tỷ kheo mà mới tu á, thì 5 năm đầu tiên phải theo hầu sư phụ như bóng với hình, nhớ nha. Để làm chi? Để học hỏi cách đi đứng nằm ngồi nói năng ăn uống của sư phụ, và học giáo lý kinh lực lượng với sư phụ đó. Nhưng mà sau khi mà đủ 5 năm mà sư phụ thấy ok, sư phụ trở mình, thì là lúc đó nếu mà vị tỳ kheo nào mà đủ đủ năm hạ rồi, thì vị đó tuy chưa có thể làm thầy cho người khác thọ đại giới, nhưng vị đó có thể làm thầy cho người khác nương nhờ được. Biết trong trong hiểu không ta? Trong đây mới có chữ cái chữ gọi là sở y chỉ, đó là vậy đó. Có thể làm cho sa di, để cho cần một sa di làm thị giả là vị tối thiểu phải có năm hạ và nắm giữ được kinh kinh, kinh luật nha. Thì 10 năm hạ đó chưa đủ làm hòa thượng, nhưng năm hạ có thể làm chỗ nương cho ông sư khác mới tu được, nhớ nha. Rồi 10 hạ mới có thể cho người khác thọ giới tỳ kheo, nhưng mà với điều kiện thì anh phải có căn bản về gì ta, ba tạng. Chứ còn anh lơ mơ định cho nó tu, mình không có dạy cái kiểu mà cua có chữa đó là chết, có nghĩa là cua có chữa là nó có bầu xong rồi nó đi trên ruộng, nó đi đến đâu nó đẻ đầy ra đó, nó không có chăm sóc là chết luôn, là đại họa cho đạo nha. Rồi rồi tiếp theo đó là ý mà trong đó mình biết cua có chữa không ta, nói rồi khi mình nói mà họ không có nghe mới chết chứ, không biết có bị biết cua có chữa không. Có nhiều cái loài trong thiên nhiên á là nó có mang rồi nó sanh con, nó chăm sóc từ A tới Z đó. Thí dụ như tôi ví dụ như con chó nè, con chó con cọp đó, là coi như nó có mang là rồi nó sanh ra nó chăm sóc con nó dữ lắm. Nhưng mà có những cái loại như rắn á, rắn có loại nó còn bảo vệ trứng, có loại nó thì nó đẻ trứng nó đẻ của bơ bắt vậy, là còn cua là khỏi nói, nó có mang bụng lặt lè nó bò lên bờ đê đi đâu con rớt đầy vậy đó. Nhưng mà đặc biệt mình biết trong thiên nhiên nó có một cái loài mà coi như là mẫu tử tình thâm ghê gớm, đó là con chim công. Bình chim công bình thường mình thấy là nó dễ thương, nó xinh xắn, nó nhảy nhót vậy đó, nó xòe nó đẹp vậy đó, mấy con công đực á, đẹp. Nhưng mà các vị biết con công mái đó, nó là một bà mẹ mà ném về là bà chằn trên thế giới, thì biết không, tức là con gì cũng cần biết, nhưng mà riêng cái con công mà các vị mà lấy được cái trứng của con chim công là coi như các vị cũng thầy á, dữ dữ lắm nha. Nó dữ lắm, nó dữ nó, cho nên đời xưa đó là mà người ta huấn luyện mấy con khỉ á để mà ăn trộm trứng công. Trứng khỉ nó nhanh lắm, nó nhanh mà nó nhẹ đó, nó lấy trứng công. Bởi vì trứng công nó là một trong những cái món gọi là thượng vị, thì gọi là sơn hào đó của vua chúa ngày xưa họ ăn đó. Thì có con chim công đó là khi mà nó đẻ trứng ra rồi nó giữ trứng thì dữ lắm. Thì một cái vị tỳ kheo mà có đệ tử thì cái này mới quan trọng nè, vị tỳ kheo không có nên dính mắc vào đệ tử, coi đây là đệ tử của mình rồi dính mắc không có rời xa được, đó là điều không nên. Nhưng mà vị đó phải có trách nhiệm với đệ tử của mình. Trong trong kinh mình có nhiều cái ngộ lắm. Người thầy không nên có tâm dính mắc đệ tử, nhưng phải có trách nhiệm với đệ tử. Đó là cái ngộ thứ nhất. Cái ngộ thứ hai là người tu không màng khen chê, nhưng đừng có làm cái gì để bị khen, để bị chê. Người tu không có cần ai, không có quan tâm ai thương ghét mình, nhưng mà mình đừng sống để cho người ta ghét. Lạ lắm, có những cái ngộ. Rồi anh có thể hay bao nhiêu cũng được, anh giỏi bao nhiêu cũng được, nhưng mà khi nào mà anh thấy anh hay, anh giỏi đó, là lúc anh đã bắt đầu anh dở rồi. Mình học đạo mình học những cái ngộ nó giống ai là vậy đó nha. Trời, bây giờ đã là 3:30, phải cho tôi ngưng chứ. Bên tôi ngưng rồi, ngày mai không ai nhắc nhở gì hết. Ngày mai thứ ba, ngày mai thứ ba rồi, coi như là có thể là chúng ta sẽ phải đầu tháng giêng chúng ta có thể. Tôi nghĩ tôi cố gắng mất ngày nào hết, cho nên mất ngày nào, nhưng mà có thể. Rồi.